Liễu cô nương, tôi và cô chỉ mới gặp nhau có vài lần. Sao cô lại nói tôi đã lấy đi sự trong trắng của cô chứ? Đàm đại phu, anh quên rồi sao? Chỉ mới vài ngày trước, chúng ta ở ngôi chùa gần phủ này, đã. Mấy hôm nay tôi không hề đến ngôi chùa nào cả. Có phải cô nhận nhầm người rồi không? Liễu cô nương liều mạng lắc đầu rồi nói, em không nhận nhầm người. Hôm đó đúng là anh mà. Lúc đó anh còn nói sẽ cưới em. Nhưng ai ngờ vừa quay người đi anh đã giả vờ không biết rồi. Liễu cô nương, Đàm Ngũ Quan tôi trước nay vẫn luôn dám làm dám nhận. Nếu tôi ức hiếp cô thật, nhất định sẽ không nói hai lời mà cưới cô về làm vợ. Nhưng tôi nhớ rất rõ, đến một ngón tay của cô tôi còn chưa hề chạm vào. Nếu cô cứ nói vớ vẩn vu oan cho tôi, dù tôi có xuất gia cũng sẽ không lấy cô đâu. Liễu cô nương ngạc nhiên, anh ấy không ngờ một Đàm Ngũ Quan bình thường ôn nhu hiền lành lại làm cô ta sững sờ đến vậy. Liễu cô nương, cô thật lòng với tôi nhận. Thế nhưng giờ tôi đã có người trong lòng rồi, cho nên tôi tuyệt đối không thể lấy cô được. Về những gì mà cô nói với bà mối Trương, coi như chúng tôi vẫn chưa nghe thấy. Cô đừng lấy danh tiết của cô tới dọa tôi nữa. Liễu cô nương vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Đàm Ngũ Quan, anh là cái thá gì chứ? Cũng chỉ là nhà bán dưa muối mà thôi. Trước đây nhà em đều là quan lớn trong triều đấy, có gì không xứng với anh chứ? Tôi nói rồi, tôi đã có người trong lòng. Là ai? Người đó là ai? Đàm Ngũ Quan quay lưng về phía cô ta nói, không thể nói ra. Đàm Ngũ Quan, nếu hôm nay anh không nói người đó là ai, em sẽ đứng đây hét lớn ra bên ngoài, nói rằng Đàm đại phu ức hiếp em, rồi bỏ rơi em, để xem cô gái kia còn dám gả cho anh không. Liễu cô nương, nếu cô thấy chuyện này vẫn chưa đủ lớn, vậy thì cứ tiếp tục làm loạn đi, tôi cũng không sợ mang tiếng đâu. Liễu cô nương lập tức nắm lấy tay áo của Đàm Ngũ Quan rồi nói, người đó là ai? Em chỉ muốn biết người đó là ai. Đàm Ngũ Quan đã không muốn nói thêm câu nào với cô ta nữa. Là ta. Liễu cô nương nghe xong liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc đồ trắng. Có phải vừa rồi cô muốn hỏi người trong lòng anh ấy là ai không? Giờ ta nói với cô, người đó là ta đấy. Cô là ai chứ? Ta là công chúa nhỏ tuổi nhất nước Đại Lương, mạnh thập nhất. Công chúa ư? Cô là công chúa ư? Mẹ ơi, vị tỷ tỷ này chắc là cái người mà Ngũ Ca cứu đấy ạ. Mẹ, cô ấy đúng là vị cô nương mà con đã cứu, nhưng con không biết cô ấy là công chúa của Đại Lương. Công chúa điện hạ, vừa rồi cô đứng một bên cũng nhìn thấy rõ rồi đấy. Anh ta ức hiếp tôi còn không thừa nhận, người như thế không thể chấp nhận được. Còn cô ta còn chưa nói xong, Mạnh Thập Nhất giơ tay tát cô ta một cú thật mạnh. Cả mấy người bà Đàm đều sửng sốt. Công chúa, sao cô lại đánh tôi? Nhìn thấy bổn công chúa còn không hành lễ, có phải nên đánh hay không? Liễu cô nương lẩm bẩm trong lòng, chẳng qua chỉ là công chúa Đại Lương mà thôi, có gì đáng đắc ý chứ? Ở đây là đại ngụy của chúng tôi đấy. Vừa rồi cô nói Đàm Ngũ Quan ức hiếp cô, vậy cô có chứng cứ không? Loại chuyện này còn cần chứng cứ gì chứ? Cô nương à, nếu muốn nhân cơ hội này gả vào nhà họ Đàm, vậy thì cô đã sai lại càng sai rồi đấy. Con người ta không chịu được cát bay vào mắt, ghét nhất là tam thê tứ thiếp. Cô và Đàm Ngũ Quan không quen không biết, vậy thì ta trừ khử cô, vừa hay cũng bớt đi một người cạnh tranh. Nhưng cô không thể giết tôi được, ta đường đường là công chúa Đại Lương, giết người con gái tranh phu quân với ta cũng không thừa đâu. Công chúa điện hạ, thần biết sai rồi ạ. Vừa rồi đều là thần nói vớ vẩn mà thôi. Đàm đại phu vốn dĩ vẫn chưa đụng vào thần, là thần muốn gả cho anh ấy mới cố ý vu oan như vậy. Giờ vẫn chưa chạm vào cô, không có nghĩa là sau này sẽ không chạm vào cô. Cô ngày nào cũng chạy tới trước mặt anh ấy, ta không yên tâm. Thưa công chúa, sau này thần tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Đàm đại phu nữa đâu ạ. Nếu đi đường có nhìn thấy, thần cũng sẽ đi vòng ra xung quanh. Vậy được, cô nhớ lấy lời cô nói nhé. Nếu không thì cẩn thận, lần sau ta sẽ không để cô chết dễ dàng như thế đâu. Vâng, vâng, thưa công chúa, thần đi ngay đây ạ. Hai người vừa rồi là gì của anh đấy? Là mẹ tôi và muội muội tôi. Vừa rồi trong bộ dạng tôi như thế, có phải đã dọa sợ mẹ và em gái của anh không? Không, không đâu. Mẹ và em gái tôi trước nay luôn thích người có tính cách như cô vậy. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Không phải cô đi kinh thành rồi sao? Sao đột nhiên lại quay về thế? Nói ra cũng thật trùng hợp, trên đường về tôi gặp phải Đoan Vương của mọi người. Chắc giờ ngày ấy đã mang miếng ngọc bội của tôi mang về tới kinh thành rồi. Tam ca ư? Hiếm khi anh ấy quay lại đây. Không ngờ giữa đường lại gặp phải cô. Giờ ngọc bội đã được mang đi rồi, vậy cô định lúc nào thì quay về Đại Lương? Tôi định không về nữa, tôi muốn ở lại đây hòa thân. Hòa thân ư? Đàm Ngũ Quan hoang mang. Hai nước muốn tốt đẹp, đương nhiên phải phái công chúa tới hòa thân rồi. Dù sao thì tôi cũng đã tới đây, vậy thì cứ để tôi cũng được. Hoàng thượng có nói để cô hòa thân với vị hoàng tử nào không? Hoàng thượng không nói sẽ hòa thân với ai, nhưng tôi đã chọn được rồi. Người đó là ai thế? Đương nhiên là anh rồi. Là tôi ư? Việc hòa thân từ trước đến nay đều được gả cho hoàng thân quốc thích, như hoàng tử vương gia, làm sao có thể gả cho một người không danh không phận như tôi được chứ?
Đàm đại phu, chuyện này anh không cần lo. Nửa tháng sau, bà Đàm, Tiểu Thất Nguyệt và những người khác đã nhận được thánh chỉ đến từ kinh thành. Chiếu chỉ nói rằng, Đàm Ngũ Quan có công cứu công chúa, đặc biệt phong làm hầu gia và cưới công chúa Đại Lương làm vợ. Đại Ngụy và Đại Lương kết thân, lấy việc này ổn định hòa bình cho hai bên. Một người không danh không phận như Ngũ Quan nhà chúng ta, sao lại có thể làm hầu gia được chứ? Mẹ à, Mô Ca đã lập được công lớn. Mẹ nghĩ thử xem, nếu lần này anh ấy không cứu được công chúa, miếng ngọc bội đó của công chúa sẽ được mang đến tay hoàng thượng nhanh như vậy ư? Trận chiến giữa Đại Lương và Đại Ngụy, em rằng đã xảy ra từ lâu rồi. Cũng tức là nói, nhờ có Ngũ Ca, cho nên Đại Ngụy chúng ta mới không phải hy sinh một người binh sĩ nào, tránh được trận chiến này, giữ nguyên số lượng tướng sĩ ngoài biên cương. Tuy rằng lý do của cô bé có chút xa vời, nhưng lại rất có lý. Đúng vậy, xem ra chúng ta phải chuẩn bị cho hôn sự rồi. Không cần vội đâu à, ngày đại hôn được định vào một năm sau. Vì là liên hôn giữa hai nước, cho nên tới lúc đó hoàng thượng sẽ đích thân chuẩn bị cho lần đại hôn này. Vậy được, nếu như vậy, mẹ cũng bớt lo lắng đi một chút. Đám cưới của Tiểu Điệp và Tứ Văn cũng sắp tới rồi, chúng ta vẫn nên chuẩn bị cho hôn sự của hai đứa nó trước. Mẹ ơi, để con giúp Tứ Ca cắt hoa giấy nhé. Mẹ biết con chỉ nhớ đến chuyện này. Vậy được, hoa giấy trong ngày đại hôn của Tứ Ca con đều giao cho con cắt nhé. Vâng, thưa mẹ. Tiểu Thất Nguyệt vui vẻ đứng dậy, đi về phía sân sau. Mẹ ơi, đây là phương thuốc con kê cho cha mẹ, khá tốt cho việc bảo vệ tóc đấy ạ. Hai người uống thử xem nhé. Đang yên đang lành kê thuốc cho cha mẹ làm gì thế? Giờ tuổi cũng đã lớn rồi, sức khỏe có chút vấn đề cũng là chuyện thường gặp. Đợi thêm vài năm nữa, con và Lục Cân sinh cho mẹ vài đứa cháu trai cháu gái. Đợi đến khi mấy đứa cháu lớn rồi, chắc tóc mẹ cũng đã bạc trắng, răng cũng đã rụng, sắp phải xuống đất rồi ấy chứ. Mẹ à, sẽ không đâu, con nhất định sẽ để mẹ sống lâu trăm tuổi. Ngũ Quan à, có lòng hiếu thảo này của con, dù mẹ không sống được đến 100 tuổi thì cũng sẽ nghiến răng chịu đựng đến 99 tuổi đấy. Đã đến lúc Đàm Lục Cân phải tham gia thi hương rồi. Tiểu Thất Nguyệt cũng đi cùng, cùng Lê Tiên Sinh và mấy người khác tìm một quán trọ ở lại. Ban đêm, tiếng dế ngoài quán trọ cứ kêu không ngừng. Tiểu Thất Nguyệt có chút mất ngủ, liền ngồi bên cửa sổ đếm sao. Kế bên là phòng ăn nhỏ trong quán trọ. Một nhóm thư sinh ngồi lại cùng nhau. Mục công tử, vị trí đầu bảng ở kỳ thi hương này chắc chắn là của cậu rồi. Đúng thế, hôm nay tôi đã nghe ngóng một lượt trong các thư sinh đến tham gia lần này, không có mấy người hiểu biết hơn Mục công tử đâu. Chỉ là đầu bảng của kỳ thi hương mà thôi, không còn gì đáng nhắc đến. Nhân tài như Mục công tử, không chỉ là đầu bảng kỳ thi hương, ngay cả đầu bảng kỳ thi hội, thi viện, thi điện rồi trạng nguyên đều thuộc về Mục công tử ấy chứ. Đây là tám nguyên đấy, Mục công tử à. Mục công tử nghe thấy thế, trong lòng cũng rất vui mừng, tặng cho hai người bọn họ mỗi người một lá vàng. Đa tạ Mục công tử, đa tạ Mục công tử. Hai người này một người họ Cử một người họ Đoàn, đều là công tử của nhà quan ngoại ở huyện gần Phủ Lô Châu, bình thường cũng không phải là người thiếu vàng bạc. Nịnh nọt Mục công tử như thế, chỉ là nhìn ra anh ta nhất định sẽ được làm quan trong triều, sau này có thể giúp được mình mà thôi. Đúng rồi, mấy người có nghe thấy chưa? Lần thi hương này có một người tên là Đàm Lục Cân. Đàm Lục Cân ư? Không phải là người đứng đầu trong kỳ thi viện vừa rồi ư? Đúng thế, con nhỏ như vậy mà đã thi đô tú tài. Nếu như lần này có thể qua kỳ thi hương, không phải đã là khoa bảng rồi sao? Là khoa bảng nhỏ tuổi nhất đấy, chẳng qua chỉ là một đứa nhóc thôi, có thể tham gia kỳ thi hương chưa chắc đã có thể thi qua. Đúng vậy, nói không chừng đến lúc đó sẽ thi trượt đấy. Cũng đúng, nhỏ tuổi như vậy thì có bản lĩnh gì chứ? Lần trước thi viện chắc cũng gặp may mà thôi. Dù cậu ta có may mắn thế nào, cũng không thể lần này cũng may mắn như thế được đâu. Suy cho cùng thì thi cử còn dựa vào năng lực nữa. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Nói qua nói lại, thế rồi lại phá lên cười. Mục Văn Dương không giống bọn họ, lạnh lùng nói, cậu ta có thể đứng đầu viện thí, dù là gặp may hay là có học thức, đương nhiên đều là bản lĩnh của cậu ta. Chúng ta có thời gian để ngồi đây buôn chuyện, chẳng bằng dùng thời gian đó để đọc thêm sách. Nói rồi đứng dậy xắn tay áo rời đi. Cựu thư sinh và đoàn thư sinh mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh ta. Mục công tử làm sao thế? Vừa rồi không phải đều rất tốt sao? Hừ, tên Mục Văn Dương này đúng là không biết điều, đã cho mặt mũi còn không cần mặt mũi. Vừa rồi chúng ta tâng bốc cậu ta còn không vui sao? Đoàn huynh à, anh nhỏ tiếng một chút, đừng để Mục công tử nghe thấy. Sau này chúng ta đều phải trông cậy vào cậu ta đấy. Vừa rồi chúng ta nịnh nọt cậu ta, còn đen mặt mà quay đi như vậy, cũng không biết Mục công tử này rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Này, mấy người nói xem, có phải cậu ta tức giận vì chuyện của Đàm Lục Cân không? Ồ, ý cậu là cậu ta lo lắng Đàm Lục Cân sẽ làm lu mờ cậu ta, cho nên mới không vui ư? Tôi đoán là như thế đấy. Vậy thì vẫn có cách mà. Cách gì thế? Nếu chúng ta giúp cậu ta giải quyết tên Đàm Lục Cân này, cậu nói xem cậu ta có biết ơn chúng ta không? Này, thủ đoạn này có được không đó? Tôi thấy Mục công tử này không giống người như vậy. Đừng nghe mấy lời giả nhân giả nghĩa vừa rồi tên Mục công tử đó nói. Tôi thấy ấy à, cậu ta cũng nghĩ như vậy thôi. Cậu cũng biết cậu ta thích tự đề cao mình mà, thích được người khác tôn thờ. Chúng ta ai cũng nói cậu ta nhất định sẽ là khoa bảng, nếu như cậu ta không thi đậu thì sẽ thật xấu hổ. Thế nên đối với cậu ta, Đàm Lục Cân chính là cái gai trong mắt. Cứ thi sinh hiểu ra. Vậy cậu có cách gì hay không? Chúng ta ở đây không phải có mấy đáp án của mấy câu hỏi trong kỳ thi sao? Đúng vậy, nhưng mà cha tôi nói rồi, mấy thứ này bình thường chúng ta xem thì được, nhưng tuyệt đối không được mang vào trường thi. Nếu không, bị phát hiện sẽ bị loại khỏi danh sách đấy. Hay là chúng ta bỏ ra một ít tiền,
nghĩ cách để đưa mấy đáp án này vào phòng thi của Đàm Lục Cân, rồi báo với khảo quan. Tôi thấy có chút không ổn. Như vậy, có phải chúng ta có thể sẽ bị phát hiện không? Đoàn thư sinh cầm lá vàng Mục công tử vừa đưa, lấy nó ra rồi nói, nếu như bị phát hiện, thì đã có người nhận tội thay chúng ta rồi, vậy thì chúng ta cứ thử xem. Nếu như thành công, Mục công tử sẽ coi trọng chúng ta, sau này cũng sẽ đề cao chúng ta. Nếu như thất bại, vậy thì hai người đầu bảng đã bị trừ khử, chúng ta cũng có cơ hội tranh giành đấy, ha ha ha. Đúng vậy, chính là ý này. Bọn họ càng nói càng cao hứng, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng Tiểu Thất Nguyệt tai thính, ngồi bên cạnh đã nghe rõ từng câu từng chữ, vốn dĩ còn tưởng rảnh rỗi không có việc gì làm, không ngờ lại có người chủ động tìm việc tới cho cô.